đã qua rồi các anh chị, nó cũng đã trở thành cái quá khứ rồi. Cho nên là Diễm mong muốn là chúng ta hãy ngay bây giờ và ngay lúc này, tại thời điểm này, chúng ta hãy ra một cái quyết định mới, một cái suy nghĩ mới, rằng mình hãy thay đổi đi cái cách suy nghĩ cũ, cách làm cũ và thói quen cũ. Hãy cho phép chính bản thân của mình năng lượng và tích cực và vui vẻ, trọn vẹn tập trung 100% cho cái chương trình phòng Zoom của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, nhận thật nhiều giá trị. Đó chính là buổi phép thuật dành cho mọi người đó các anh chị, và dành cho chính mình và dành cho mọi người các anh chị. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau nở nụ cười thật tươi đi ạ. Và cũng như là những cái bông hoa, những cái trái tim ngập tràn trên màn hình và khung chat các anh chị ha. Chúng ta chào cho nhau các anh chị. Có thể là chúng ta sẽ không làm thì điều đó cái bụi nó cũng sẽ không đến với chúng ta các anh chị, được không ạ? Nhưng mà các anh chị, nếu như chúng ta vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ cũ của mình, giữ nguyên với những cái tư duy của mình thì chẳng có điều gì thay đổi. Nếu như chúng ta muốn có cuộc sống mình tốt hơn, tích cực hơn thì bắt đầu hãy thay đổi đi ạ. Bởi vì chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi, còn những anh chị em khác thì cũng không có liên quan gì đến chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự ra chúng ta đều là trường năng lượng hết mà các anh chị, tất cả chúng ta đều là trường năng lượng và tất cả xung quanh chúng ta cũng đều là trường năng lượng. Vậy ngày hôm nay chúng ta ra cái quyết định gì, ra thay đổi trường năng lượng ra sao, thì đó chính là bắt đầu một ngày mới tuyệt vời của chúng ta các anh chị. Rồi, và cái chủ đề ngày hôm nay, mỗi buổi sáng thông thường thì chúng ta sẽ, nếu như thông thường á, với những anh chị em nào khi mà chúng ta chưa biết đến môi trường của nhà mình, thì thông thường các anh chị sẽ là như thế nào ạ? Mỗi buổi sáng, trước khi thức dậy thì các anh chị em, sẽ làm gì điều đầu tiên các anh chị? Cùng nhau tương tác với Diễm ạ. Mỗi buổi sáng trước khi thức dậy thì cái việc đầu tiên mà các anh chị làm đó chính là làm gì ạ? Rồi, biết tăng hiền là mở mắt. Đúng rồi, đó là một câu trả lời ha. Rồi các anh chị em khác thì sao ạ? Chúng ta cùng nhau tương tác với các anh chị, với Diễm các anh chị ha, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu chương trình các anh chị. Thì chương trình chúng ta sẽ tiếp tục nói lời cảm ơn với chị Miss Đào Suy ha. Rồi các anh chị các em khác, chúng ta cùng nhau comment ha. Mr. Văn Phúc là bước xuống giường. Rồi các anh chị khác, chúng ta comment đi ạ. Mở mắt, bước xuống giường, hay nói lời cảm ơn, còn gì nữa ạ? Còn gì nữa, 400 anh chị em có mặt trong vòng xung của chúng ta, còn gì nữa ạ? Miss Kim Nhàn là uống nước. Đi rửa mặt, Miss Kim Danh. Rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ đi ạ. Cái việc đầu tiên khi mà mỗi buổi sáng trước khi và mỗi buổi sáng thức dậy thì chúng ta sẽ làm gì các anh chị? Gửi lên Zoom, nhân nhau chị Trương Hương là sẽ gửi lên Zoom. Rồi tương tác để cùng nhau nhớ bài nào các anh chị ơi. Rồi nhớ tới mục tiêu của nhân nhau Lê Thảo. Rồi chúng ta cùng nhau đọc những cái comment của tất cả các anh chị em nha. Còn chúng ta thì sao các anh chị? Những ai mà trả lời là những anh chị đã có cái sự thực hành đúng không ạ? Có cái sự thực hành đó các anh chị ha. Miss Lena đó chính là tuyên bố tôi là người thành công. Miss chị Lê Tâm là biết ơn. Biết ơn ngày mới bắt đầu những điều tuyệt vời nhất. Miss Hoàng Phương. Nhớ. Ôi, cô còn là tuyệt vời. Nhớ mấy Kiều Diễm xinh đẹp. Ôi, gửi hàng triệu trái tim đến danh nhân biết mẹ giàu Hoàng Phương. Kim Nhàn tiếp tục là cho não ăn sáng nữa. Miss Thị Dung là nghe video của mẹ giàu. Wow, nghe video của mẹ giàu à, vô cùng là tuyệt vời ha. Rồi, cảm ơn cái sự tương tác của tất cả các anh chị em của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều trả lời đó là cái cách mà chúng ta đang làm, đang thực hành đúng không ạ? Đang làm mỗi ngày các anh chị. Bởi vì suy nghĩ của chúng ta như thế nào thì bên bên ngoài chúng ta sẽ hành động và sẽ làm như vậy các anh chị ha. Thì ở đây Diễm muốn chia sẻ với chúng ta một điều nào để khởi đầu cho chúng ta có một cái ngày mới nhiệm màu, được cho trải, được vui vẻ, được gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Thì cái việc đầu tiên đó chính là mở mắt ra và chúng ta nói lời cảm ơn.
Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có được một ngày mới nữa để được yêu thương, để được phát triển các anh chị, đúng không ạ? Mở mắt lên thấy cái trần nhà, thấy được cái ồ chào đón một ngày mới tuyệt vời đã đến với tôi các anh chị ha, đúng không ạ? Rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ nói lời biết ơn, hay là chúng ta sẽ bước xuống giường, rồi chúng ta từng bước chân mà chúng ta chạm đến đâu thì chúng ta cảm ơn đến đó. Chúng ta chạm vào những cái đồ vật gì, chúng ta rửa mặt, chúng ta đánh răng, chúng ta đều cảm ơn tất cả những cái điều mà chúng ta đã được chạm vào. Cảm ơn một cái nguồn nước tươi mát ha. Các anh chị có được cái sự thông thoáng từ nhà máy nước thanh sạch để chuyển đến nơi mà chúng ta sinh sống, đúng không ạ? Để chúng ta có được một nguồn nước sạch để mà chúng ta được rửa mặt, được vệ sinh cá nhân các anh chị. Nếu như các anh chị tưởng tượng đi, những cái việc đó mà nó không diễn ra trôi chảy và thuận lợi cho mình thì ngày hôm đó các anh chị cảm thấy nó khó chịu vô cùng, hoặc là các anh chị sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Nếu như mà những cái việc bình thường hàng ngày mà nó diễn ra như vậy mà nó có gặp một cái vấn đề trục trặc gì đấy đi thì các anh chị cảm thấy như thế nào ạ? Rất là khó chịu đúng không ạ? Sẽ không cảm thấy không thoải mái chút nào cả các anh chị. Nhưng mà vô tình thì đâu đó đa phần là chúng ta sẽ dễ quên đi các anh chị, dễ quên đi những cái điều đó và lại không biết ơn những cái điều đó. Thậm chí là chúng ta đã có một cái khởi động, một cái ngày mới tươi tươi mới thật là tuyệt vời này. Chúng ta đã có nguồn nước sạch, chúng ta đã có một cái đôi chân khỏe mạnh, một cái cơ thể khỏe mạnh để thức dậy, để là làm tất cả mọi cái việc mà mình cần thiết để phải làm. Các anh chị ha, đúng không ạ? Nhiều khi là những người người ta còn không có đủ cái sức khỏe để mà người ta có thể dậy mỗi buổi sáng luôn các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà chị muốn nhắc đi nhắc lại cũng như là tất cả các anh chị em trong môi trường của mình, đó chính là cái việc mà mình hãy biết ơn với tất cả những gì hiện tại mà mình đang có, trong khi mình theo đuổi cái giấc mơ của mình các anh chị. Thì từ những cái việc nhỏ nhất, biết ơn từ những cái việc nhỏ nhất, những cái việc đơn giản nhất xung quanh chúng ta hiện tại chúng ta đang có, thì lúc đó vũ trụ sẽ càng ban phát thêm. Đó là phép màu các anh chị ha. Cũng giống như vậy ha, với cái thành công của mình cũng như vậy. Trên từng cái hành trình, trên từng cái mục tiêu của mình các anh chị, thì mình cần phải chinh phục từng mục tiêu, từng giai đoạn, được không ạ? Mình làm từng việc nhỏ hàng ngày, thực hiện tất cả đều đặn các bước hàng ngày các anh chị. Tại vì con người chúng ta thường thường là bị thiếu kỷ luật các anh chị. Thì mình không thường dễ không dễ dàng để ra một cái kế hoạch và làm theo cái kế hoạch và kiên trì để làm theo cái kế hoạch mà mình đã đặt ra đâu ạ. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta đã kiên trì và thực hiện kỷ luật theo những cái kế hoạch mà mình đã đặt ra thì chắc chắn là các anh chị đã không còn ở đây, mà các anh chị đã trở thành 1 triệu phú, 1 tỷ phú nào đó và đã chia sẻ và trao giá trị cho hàng triệu con người trên toàn thế giới rồi các anh chị. Và đó là đức tính của người thành công các anh chị ha. Họ luôn luôn kiên trì và kỷ luật. Thì điều đầu tiên ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta rất là may mắn khi chúng ta có được một cái môi trường với những con người, với những cái bối cảnh cực kỳ là năng lượng, cực kỳ là tư duy cao luôn các anh chị, đúng không ạ? Cực kỳ là năng lượng, cực kỳ là tư duy cao, bởi vì một trong những cái yếu tố cũng quan trọng ảnh hưởng đến năng lượng tích cực và quyết định một cái ngày của chúng ta, đó chính là môi trường các anh chị, đó chính là môi trường. Cũng như tất cả các anh chị em khác chia sẻ đấy, có nghĩa là tôi sẽ gửi đường link Zoom để gửi cho các bạn của tôi này ha, hay là sẽ là gì tuyên bố những cái niềm tin, những cái xem video vân vân, tất cả những cái việc làm đó là từ trong môi trường của chúng ta đã chia sẻ cho tất cả các anh chị em để mà mình cùng có được cái bước để mà mình thực hành và mình ứng dụng. Đơn giản trước kia thì mình đâu có đâu các anh chị. Ví dụ như mình có thể là học diễn giả hoặc là nhiều cái lớp học đi chăng nữa, nhưng mà họ cũng đâu có dạy chi tiết là mình cần phải làm những cái gì đâu các anh chị. Nhưng mà trong môi trường của chúng ta thì từng chi tiết một và từng bước một là các anh chị sẽ làm gì vào mỗi buổi sáng, hay là từng ngày chúng ta phải làm gì, các kế hoạch như thế nào. Quan trọng là các anh chị. Quan trọng là chúng ta có kỷ luật hay không và làm đều đặn hay không, chứ không phải là làm bằng cái động lực. Động lực thì nó có lúc lên lúc xuống, lúc chúng ta hào hứng thì chúng ta làm, lúc chúng ta hứng thú thì chúng ta làm, nhưng mà chỉ có cái sự kỷ luật thôi các anh chị. Kỷ luật đều đặn, như một cái nhịp tim đập đều đặn như các anh chị,
Thì như vậy mình mới tạo ra được cái kết quả thành công viên mãn được anh chị ha. Thì ở đây chị muốn chia sẻ cho chúng ta ha. Điều đầu tiên là chúng ta hãy để khởi động cho cái cơ thể của mình có một cái trường năng lượng đỉnh cao nhất. Thì khi mà mở mắt ra thức dậy đúng không ạ? Thì chúng ta cảm ơn, mỗi buổi sáng chúng ta mở mắt ra chúng ta cảm ơn vì tôi đã có được một ngày mới nữa để yêu thương. Và sau đó hãy thức tỉnh con người của mình thật là nhanh chóng, là bước ra khỏi giường thật là nhanh chóng các anh chị. Thức tỉnh cái cơ thể của mình thật là nhanh chóng. Chứ đa phần là chúng ta thường thường là gì ạ? Chuông điện thoại reo thì chúng ta sẽ như thế nào ạ? Các anh chị tương tác đi. Chuông điện thoại reo trước kia hay Diễm thường hay phải cài tới là 3 đến 4 tiếng chuông. Và cách nhau 5-10 phút, 5-10 phút đó các anh chị. Khi mà mình lần đầu tiên chưa có tắt ngủ tiếp, chính xác là như vậy luôn. Đúng, chính xác là như vậy luôn. Và Diễm cũng là như vậy các anh chị. Khi lần đầu tiên mà tham gia một môi trường là Diễm sẽ cài rất là nhiều tiếng chuông và cách nhau 5-10 phút, 5-10 phút các anh chị. Tiếng chuông đầu tiên reo, reo đúng không? Ôi còn sớm. Còn tiếng chuông thứ hai mà, tại vì trong tiềm thức của mình nó đã nghĩ, nó đã biết cái điều đó rồi, đúng không ạ? Nên là mình vẫn còn tiếng chuông thứ hai, thứ ba, nên là cứ tắt rồi ngủ tiếp các anh chị. Xong rồi tiếng chuông thứ hai tiếp tục reo lại, tắt là ngủ tiếp. Đến khi nào mà mình tỉnh thì thôi các anh chị. Đúng không ạ? Đó thấy chưa, các anh chị cũng như vậy mà đúng không ạ? Và giới diễn cũng như vậy các anh chị. Nhưng mà thật sự để mà giúp cho con người của mình có được một cái trạng thái năng lượng đỉnh cao á, thì chúng ta hãy chỉ cài đặt cho mình một tiếng chuông thôi. Một tiếng chuông thôi các anh chị. Khi và khi cái tiếng chuông bắt đầu reo lên, ví dụ như là phòng Zoom của chúng ta thì 4:30 là đã bắt đầu vào phòng Zoom, đúng không ạ? Hoặc là 4 giờ đến 45, 4 giờ 30 đến 4 giờ 45 thì chúng ta sẽ có đường link Zoom. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước đó là 4 giờ 15 hoặc là 4 giờ 20 gì đó các anh chị. Là khi mà cái tiếng chuông điện thoại mình reo là mình hãy tỉnh dậy ngay lập tức các anh chị ha. Hãy tỉnh dậy ngay lập tức luôn. Và sau đó mở mắt ra nói lời cảm ơn trước đã, rồi sau đó nhanh chóng bước khỏi giường các anh chị. Đừng có cho mình cái trì trệ hoặc là còn sớm chán hay là tắt điện thoại mình ngủ thêm 5-10 phút nữa. Thì như vậy là mình sẽ vô tình á, làm cho cái tiềm thức của mình nó sẽ bị làm cho mình bị có cái thói quen bị trì hoãn, các anh chị. Nhưng mà cái điều này là mình cần phải luyện tập nha, được chưa ạ? Cần phải luyện tập và duy trì trong thời gian dài hạn các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì mình dạy đọc sách là mình dạy liên tục mà các anh chị, đâu phải là 1 tháng 2 tháng rồi mình dừng lại là mình nghỉ đọc đâu. Mà trong môi trường nhà mình thì sao ạ? Đọc từ năm này qua năm khác 365 ngày không có nghỉ ngày nào hết. Chỉ duy nhất có thể là một ngày lễ, ngày mùng 1 Tết hay mùng 2 Tết thì mình mới nghỉ một. Hoặc là những cái chuyến du lịch của tất cả các anh chị em trong môi trường nhà mình thôi. Thì có thể đâu đó là mình được được nghỉ đọc sách các anh chị ha, vào buổi sáng. Chứ còn ngoài ra là Zoom của câu lạc bộ nhà mình thì hầu như là duy trì từ năm này qua năm khác và đã liên tục gần 10 năm nay rồi các anh chị. Đã liên tục ha, duy trì liên tục, và gieo nhân gieo hạt gần 10 năm nay các anh chị. Rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng gửi lời biết ơn đến hai vị chủ tịch của câu lạc bộ tư duy của chúng ta, tư duy trong kinh doanh, cha giàu Liên Đức và Miss mẹ giàu Hoàng Phương các anh chị nhé. Đúng là đã tạo ra một cái môi trường vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là giá trị, vô cùng là ấm áp để dành tặng cho tất cả các anh chị em. Rồi các anh chị cùng nhau tương tác và làm theo những gì mà Diễm chia sẻ với chúng ta các anh chị ha. Đó, thì cái bí kíp đầu tiên đó các anh chị là sau khi mà mình mở mắt ra thức dậy rồi là mình hãy nói lời cảm ơn. Nhìn lên trần nhà là mình đã thấy được là gì? Ồ, tôi đã có thêm một cái ngày mới nữa để yêu thương. Và sau đó thì hãy bật dậy ngay, hãy rời khỏi giường nhanh chóng các anh chị, rời khỏi cái chiếc giường của chúng ta nhanh chóng khi chúng ta nghe được cái tiếng chuông điện thoại, được chưa? Các anh chị có làm được điều này không ạ? Các anh chị có nhất trí không ạ? Có làm được thì comment với Diễm nhé anh chị nhé. Tôi làm được, comment đi ạ. Rồi, cùng nhau cam kết là cùng nhau làm các anh chị nha. Rồi chúng ta cùng nhau tương tác với Diễm đi nào các anh chị. Cho phòng Zoom của chúng ta có thể là sinh động hơn, năng lượng hơn nào các anh chị ha. Tôi làm được, chính xác ha, vô cùng là tuyệt vời. Nhớ cam kết các anh chị nha. Cam kết và kỷ luật.
để tạo nên. Các anh chị có biết không ạ? Thật sự ra là chúng ta hãy nghĩ như thế này, bây giờ có thể mình cho phép chính bản thân của mình có thể trì hoãn cũng được. Có thể là có nhiều anh chị bảo là ô tôi cũng không cần gì phải cố gắng lắm đâu, cũng không có cần gì phải gọi là nhiệt huyết hay là gọi là cố gắng lắm, cuộc sống của tôi như vậy là nó cũng đủ rồi. Nhưng mà tại vì những anh chị đó thật sự ra không có mục tiêu đó. Thật ra là mình chưa có mục tiêu á các anh chị. Còn nếu như mà chúng ta đã có mục tiêu rồi, mục tiêu rõ ràng và chính xác rồi các anh chị, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Sẽ rất là tập trung, sẽ rất là nhiệt huyết với chính cái mục tiêu của mình đã đặt ra các anh chị. Có thể ngày hôm nay bạn cho phép bạn an nhàn, nhưng mà bạn hãy nghĩ đến những người thân yêu hay là cái mục tiêu của mình. Bạn hãy nghĩ đến những cái điều đó, khi mà bạn đạt được cái sự thành công đi, bạn sẽ giúp cho họ đạt được những cái gì. Ví dụ như là ngày hôm nay mình có thể ngủ ít hơn một chút để làm gì, để mình thành công thật nhanh, để mình báo hiếu cho bố mẹ của mình, cho bố mẹ của mình các anh chị, đúng không ạ? Và con cái của mình trước khi nó trưởng thành các anh chị ha, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta đã thức sớm hơn tất cả các anh chị em khác, tất cả những người ngoài kia, là chúng ta đã có được nhiều thời gian hơn rồi các anh chị. Chúng ta đã thức sớm hơn là chúng ta đã có nhiều thời gian hơn để chúng ta làm được nhiều việc hơn rồi ạ. Đó. Cho nên là mình hãy nghĩ tới cái mục tiêu của mình hãy nghĩ đến tất cả những cái người thân yêu mà vì họ, mình làm vì họ các anh chị. Nó nếu như ngày hôm nay mình ngủ ít hơn vì gia đình mình, vì con cái của mình, vì thế hệ đời sau của mình, vì cái tương lai, vì cái sự nghiệp của mình, thì mình hãy nghĩ đến cái điều đó để mà mình thức tỉnh cái chính con người của mình, nó phải trở nên tỉnh táo hơn các anh chị ha. Đó. Và cũng như là bản thân mình không nỗ lực, chứ thật sự ra ngoài kia có rất là nhiều người họ đang rất là nỗ lực luôn các anh chị. Mình hãy nghĩ về những người đó đi. Bản thân những người ngoài kia họ đang rất là nỗ lực, những anh chị em mà đang làm bên có thể là về lĩnh vực kinh doanh, thì các anh chị biết rằng là tất cả các đối thủ cạnh tranh của chúng ta đang nỗ lực hơn chúng ta rất nhiều các anh chị. Tất cả các đối thủ cạnh tranh đang nỗ lực hơn chúng ta rất là nhiều luôn ạ. Vậy thì ngày hôm nay nếu như mà mình có được nhiều cái thời gian hơn, mình học tập, mình phát triển nhanh hơn, thì mình sẽ có được nhiều cái chiến lược hơn, mình sẽ có nhiều kiến thức hơn để mình vượt xa. Tại vì người nào làm được nhiều việc hơn, người nào có nhiều thời gian hơn, thì người đó sẽ giành chiến thắng trong việc. Đó là tư duy trong kinh doanh đó các anh chị ha. Rồi cái bước thứ hai mà Diễm muốn chia sẻ cho chúng ta ở đây là hãy tiếp tục sau khi mà chúng ta đã rời khỏi giường chiếc giường của chúng ta một cách nhanh chóng rồi, đúng không? Thì hãy làm cho cơ thể của mình thật là sạch sẽ, thật là thoải mái. Có thể là chúng ta vệ sinh, chúng ta tắm, làm cho cơ thể của chúng ta thật là sạch sẽ và thoải mái các anh chị, đúng không ạ? Trước khi chúng ta bước vào phòng dung. Đó là những cái bước mà những chia sẻ nha, và quan trọng là chúng ta còn phải ứng dụng nữa các anh chị ơi. Quan trọng là mình còn phải ứng dụng nữa. Diễm nhớ người thầy vĩ đại của Diễm đã từng chia sẻ là gì? Nếu mà ngày hôm nay mà anh chị em nào mà mình vẫn còn mặc cái bộ đồ ngủ mà lên Zoom á, là chúng ta sẽ có một cái trạng thái là buồn ngủ. Tại vì cái cơ thể của mình á, nó sẽ hiểu, nó sẽ hiểu là chủ nhân mình vẫn còn đang muốn ngủ á các anh chị. Nó là như vậy đó. Hoặc là chúng ta nhìn thấy cái chiếc giường á, chúng ta ngồi mà chúng ta nhìn thấy cái chiếc giường là chúng ta, cái cơ thể của chúng ta nó có một cái trạng thái là muốn đi ngủ. Cho nên là mình hãy, có thể là trong lúc mình ngủ mình mặc bộ đồ ngủ đúng không ạ, nhưng mà sau khi mà mình đã thức dậy rồi, mình chuẩn bị vào vùng Zoom rồi, thì chúng ta hãy nhanh chóng làm cho cơ thể của mình thật là tươi tỉnh, sảng khoái, sạch sẽ, và thay một bộ đồ mới các anh chị nha. Một bộ đồ mới thật là đẹp, khoác một cái chiếc áo vào đúng không ạ, để chúng ta sẵn sàng lên phòng Zoom của mình. Được chưa? Rồi các anh chị đã các anh chị sẵn sàng không ạ? Chúng ta sẵn sàng làm những bước này không các anh chị? Sẵn sàng đúng không ạ? Sẵn sàng nha. Rồi, tôi sẵn sàng nha. Ok ạ. Đấy.
nhớ nha, đừng có mặc cái bộ đồ ngủ lên Zoom thì chúng ta sẽ rất là dễ buồn ngủ các anh chị, nó sẽ làm cho cơ thể của mình nó không có trở nên tỉnh táo á. Đó là một trong những cái bí kíp các anh chị ha. Rồi tiếp theo đó chính là chúng ta có thể là hoạt động một vài cái thao tác để cho mình có được một cái trường năng lượng và chuyển động cái cơ thể của mình. Thì lúc đó chúng ta đã vào vòng Zoom thì chúng ta đã được cùng với môi trường khởi động đó các anh chị. Đó, khi mà chúng ta vào môi trường là chúng ta đã được anh chị em MC đó khởi động. Mỗi buổi sáng thì chúng ta sẽ thực hiện một vài thao tác nào đó chuyển động cái cơ thể của mình để cho làm sao, để cho cơ thể của mình nó bắt đầu nóng lên các anh chị ha. Được chưa ạ? Mình thư giãn một vài cái cơ nào đó mà trong một cái giấc ngủ đêm, một cái giấc ngủ mà trải qua một đêm á, thì có thể nào đó mình thư giãn á, cái cơ thể của mình các anh chị ha. Được chưa? Để giúp cho cơ thể và tất cả các tế bào và cơ bắp của mình trở nên tỉnh táo lên, khởi động cái cơ thể của mình lên các anh chị, một vài cái thao tác. Thì ở đây cũng có thể chia sẻ là thậm chí là cái động tác này nó cũng có thể giúp cho các anh chị chuyển đổi được cái năng lượng chưa được tích cực nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang có một cái trường năng lượng chưa được tích cực đi, hoặc là mình đang có một cái suy nghĩ gì đó mà nó đang buồn chán chưa được vui đi các anh chị, thì cái bí kíp á, là chúng ta hãy đứng dậy ha, và sau đó chúng ta sẽ làm cho cơ thể của mình thực hiện một cái vài động tác như thế này các anh chị. Được chưa? Như thế này nè các anh chị. Đó, các anh chị làm thật là nhanh, làm thật nhanh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành với Diễm luôn đi ạ. Rồi, chúng ta cùng nhau làm với Diễm nha các anh chị. Được chưa? Chúng ta làm như thế này nè các anh chị. Rồi, chúng ta cùng nhau làm đi ạ. Chúng ta cùng nhau làm với Diễm nha. Rồi, tất cả các anh chị em cùng chúng ta làm đi ạ. Nhanh lên nào các anh chị. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa các anh chị. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Rồi, các anh chị cùng nhau làm nha. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Rồi, thay đổi trường năng lượng nè. Hết tên cái trường nè. Chị đầu xí này. Rồi, lại nhanh lên. Nữa nha. Rồi các anh chị cảm thấy thế nào ạ? Cảm thấy thế nào các anh chị? Bắt đầu thay đổi trạng thái rồi đúng không ạ? Đấy, đấy chính là một trong những cái phương pháp để mà giúp cho cơ thể của mình nó trở nên tỉnh táo hơn đó các anh chị. Một vài cái động tác nha các anh chị ha, để thay đổi và nóng và vui hơn đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Cơ thể mình nó bắt đầu nó nóng lên các anh chị. Cái trường năng lượng của mình nó nóng lên. Đó chính là mình cũng thay đổi được cái hiện tại là cái suy nghĩ bên trong của mình nó chưa được tích cực hay buồn chán gì đó, nó uể oải, tỉnh hết cả người. Rất là tuyệt vời. Rồi như vậy thì sáng ngày mai chúng ta thực hiện cái động tác này các anh chị ha. MC nào là đảm nhận cái trách nhiệm vào trong cái chương trình buổi sáng ngày mai thì chúng ta nhớ bắt buộc tất cả các anh chị em trong vòng xung chúng ta sẽ thực hiện cái động tác này các anh chị, được chưa? Tuyệt vời. Thế thì chúng ta hãy thả những cái ngọn lửa thật là nồng cháy trên con cáp nào các anh chị ha. Được chưa? Rồi, cùng nhau tương tác nha các anh chị. Đó chính là chúng ta sẽ làm cho cơ thể của mình luyện tập một cái vài bước cơ, một cái vài động tác. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị nha. Rồi, thứ tư, đó chính là chúng ta có thể uống một cái ly trà tỉnh táo, hoặc là một cái chiếc bánh ngọt, hay là một cái ly dinh dưỡng nào đó để giúp cho cơ thể, cho tế bào của mình, cho cái đường ruột của mình đó các anh chị. Giống như lúc nãy là Miss Kim Nhàn có chia sẻ là đi uống nước đấy. Một trong những cái điều rất là tuyệt vời đấy các anh chị, mình có thể là dùng cho mình một cái ly trà tỉnh táo các anh chị ha. Được chưa? Hoặc là một cái chiếc bánh ngọt, hoặc là một cái ly dinh dưỡng để cho cơ thể của mình nó trở nên nó cảm thấy là nó khỏe khoắn hơn đấy các anh chị. Tại vì sao? Một cái đêm á là cơ thể của mình nó đã không có, nó kiểu giống như là nó thanh lọc hết tất cả mọi thứ rồi, cho nên là mình phải nạp vào cơ thể của mình, được chưa? Cho nên là mình phải nạp vào trong cơ thể của mình, có thể là một cái nguồn nước, một cái ly dinh dưỡng, hoặc là một cái chiếc bánh ngọt để giúp cho nó trở no lên đó các chị, làm cho cái cơ thể của mình nó có cái trạng thái như là nó no lên á, được chưa? Đó chính là các anh chị nhìn thấy không ạ, tất cả những cái anh chị em mà chúng ta thường hay sống theo cái cách sống healthy á, thì cũng có thể là cũng là như vậy các chị, khi mà họ thức dậy là họ sẽ tiếp nạp một cái nguồn dinh dưỡng gì đó trước khi họ đi tập phòng tập đó các anh chị. Bản thân của chúng ta cũng như vậy, là một trong những cái bí kíp các anh chị ha, để giúp cho chúng ta có một cái buổi sáng tràn đầy năng lượng tích cực và vui vẻ các anh chị. Chúng ta có thể làm ha, chúng ta làm để làm gì ạ? Để cho cái cơ thể của mình, cái chất lượng cuộc sống của mình các anh chị nó càng ngày càng vui vẻ, càng tích cực hơn, nó có ý nghĩa hơn, nó năng lượng hơn các anh chị. Và biết sao các anh chị biết không ạ,
với cái suy nghĩ của chúng ta, khi mà chúng ta làm cho cái suy nghĩ của mình nó trở nên tích cực, nó vui vẻ hơn, thì lúc đó là gì, chúng ta sẽ đổ, chúng ta cùng hòa nhập được với chùa năng lượng của những người thành công và giàu có. Tại vì tất cả những người thành công và giàu có, tất cả những triệu phú, những tỷ phú thì họ cũng là như vậy các anh chị. Họ đâu có ngủ đến 7 8 giờ sáng đâu các anh chị, mà họ cũng thức, họ cũng đã dậy rất là sớm. Giống như bác Donald Trump là 6 giờ là bác đã dậy rồi. À, 6 giờ là đã dậy rồi, hay là tất cả những con người mà đang đứng hàng đầu trên thế giới thì họ cũng dậy, họ dậy sớm để họ đọc sách, hoặc là họ làm, họ thực hiện một vài động tác về thể dục gì đó chẳng hạn. Thì lúc cái thời điểm đó, tại sao mà chúng ta phụng sinh của chúng ta lại mở cái thời gian đó các anh chị? Bởi vì á, mong muốn là cái, bởi vì sao, cái suy nghĩ của mình cũng như là cái suy nghĩ của chúng ta sẽ được hòa cùng với những cái suy nghĩ của những người mà có trường năng lượng đỉnh cao. Thì lúc đó là cái vũ trụ của chúng ta đang rất là thanh sạch, đang rất là thanh sạch luôn. Các anh chị cứ liên tưởng như thế này, ví dụ như là thông thường á, thì bình thường là 7 7 đến 8 giờ sáng đúng không ạ? Thì tất cả mọi người đều đã thức dậy, đều đã hoạt động rồi, chuẩn bị đi làm rồi, tất cả mọi thứ luôn. Thì có trường năng lượng thì đổ ra là gì? Tích cực. Có trường năng lượng đổ ra là vui vẻ, cũng có trường năng lượng đổ ra là chán nản, có trường năng lượng đổ ra là chưa được tích cực. Có nhiều trường năng lượng á. Đúng không ạ? Tại vì có rất là nhiều người bắt đầu đã thức dậy rồi. Rất là nhiều người bắt đầu thức dậy rồi, là có nghĩa là rất nhiều trường năng lượng đã bắt đầu đổ lên vũ trụ rồi các anh chị. Thì giống như là các anh chị nghĩ đi, một cái đoạn đường mà nó bị ùn tắc giao thông gì đó. Đó, ùn tắc giao thông gì đó các anh chị, thì có người trường năng lượng như thế này, có người trường năng lượng thế kia, năng lượng hỗn loạn, năng lượng hỗn loạn. Đó, thì có suy nghĩ tích cực, có suy nghĩ chưa được tích cực, có suy nghĩ buồn chán, có suy nghĩ đủ thứ hết các anh chị, đổ lên trường năng lượng của vũ trụ đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta dậy sớm là chúng ta đang đổ trường năng lượng thanh sạch và được hòa nhịp cùng với trường năng lượng của tất cả những người thành công đỉnh cao các anh chị. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cũng phải thức dậy sớm là như vậy. Và khi trong cái khoảng thời điểm đó mà các anh chị tuyên bố hoặc là nói về mục tiêu của mình là sao, thì chúng ta sẽ được đi nhanh hơn. À, giống như là chúng ta đặt hàng vũ trụ là chúng ta sẽ được cái đơn hàng của chúng ta nó đi đường đèn xanh thông thoáng hơn á các anh chị. Đó, còn nếu như mà đến 7 8 giờ sáng mà chúng ta mới đặt hàng vũ trụ thì sao, thì các anh chị liên tưởng đi, thì mình cũng sẽ bị ùn tắc giao thông, là nó là như vậy đó các anh chị ha. Đó, cho nên lý do vì sao mà chúng ta cũng sẽ là gì, mỗi buổi sáng thì chúng ta cũng làm những cái động tác này, thì chúng ta cũng là gì, giống như chị Lana vừa chia sẻ, là mình sẽ tuyên bố là hôm nay tôi thành công một cách phi thường, hạnh phúc trọn vẹn suốt cả một ngày, được chưa? Đó là cái tiếp theo. Đó là cái ý tiếp theo đó các anh chị. Chúng ta sẽ bắt đầu tuyên bố ha. Có thể là mình đặt tay lên ngực trái đó. Mình tuyên bố 17 tư duy triệu phú mà Phòng Xuân đã chia sẻ cho chúng ta đó các anh chị. Sau khi chúng ta khởi động xong rồi chúng ta tuyên bố đó. Đó, thì tất cả các bước này anh chị em trong Phòng Xuân làm cho chúng ta đó, thực hiện cho chúng ta luôn rồi các anh chị. Đó, chứ không phải là tự nhiên mà làm đâu các anh chị. Được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau tuyên bố 17 tư duy triệu phú, hoặc là tuyên bố những niềm tin của người thành công. Đó, rồi hoặc là những anh chị em mình muốn tuyên bố thêm, mình muốn khẳng định thêm những cái điều mà mình mong muốn gì nữa, thì mình sẽ tiếp tục tuyên bố với cái mục tiêu của mình. Có thể là các anh chị sẽ tuyên bố mục tiêu của mình. Được chưa? Đó, đó là bước tiếp theo ha. Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta phải giữ cho mình cái tinh thần trở nên là tuyệt vời hơn. Giữ cho tinh thần của mình trở nên tuyệt vời hơn đó chính là gì ạ? Đó chính là luôn luôn tập trung vào cái điều mình muốn. Tập trung vào cái điều mình muốn, hạnh phúc, vui vẻ, phấn khích, tự hào, yêu thương và biết ơn. Với cái mục tiêu mà mình đã đặt ra đó các anh chị. Đó, thì có phải là khi mà chúng ta đã thực hiện các bước xong rồi chúng ta lại tiếp tục vào đọc sách không ạ? Đó, đọc sách để duy trì cái tinh thần của các anh chị đó. Khi mà các anh chị đọc sách là các anh chị đang làm gì ạ? Đang để luyện cái não bộ của mình, đang nói chuyện, đang tiếp xúc với tư duy của người thành công, đang nói chuyện với những người thành công đó các anh chị. Chứ không chứ
À, đúng không ạ? Đó là lý do vì sao mà mình cần tương tác qua lại với phòng Zoom, hay là mình giơ tay mình chia sẻ đó các anh chị. Đó, thì nếu như mà ngày hôm đó các anh chị nào mà mình dò theo nè, mình nốt ý nè, rồi mình giơ tay mình hào hứng chia sẻ, có nghĩa là ngày hôm đó tất cả các anh chị thấy cái chùa năng lượng của mình nó rất là tích cực, nó rất là hào hứng đúng không ạ? À, nó rất là vui vẻ và tươi vui các anh chị. À, đồng thời cũng rèn luyện được cái khả năng giao tiếp của mình á, nó càng ngày nó càng lưu loát hơn các anh chị. Có rất là nhiều cái lợi ích ha mà môi trường đã tạo cho mình một cái sân chơi quá là chất lượng các anh chị. À, mà đâu đó chúng ta may mắn mà biết đến đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ giữ cái tinh thần của mình trở nên tuyệt vời bằng cách là chúng ta sẽ tập trung vào cái điều mà mình mong muốn ha. Và để giữ cho cái tinh thần của mình tuyệt vời nữa, đó chính là chúng ta sẽ tập sách đấy để chúng ta duy trì được cái năng lượng đỉnh cao để nói chuyện, để tiếp thu những cái kiến thức, những cái tư duy của những người thành công đỉnh cao các anh chị. Và tiếp tục là mình sẽ nếu như trong ngày á, mà sau đó thì các anh chị cứ tiếp tục làm cái công việc của mình đúng không ạ? Nếu như mà trong cái thời gian trong ngày đó mà chúng ta cảm thấy có một cái, đương nhiên là mình không thể nào mà mình duy trì được cái năng lượng tích cực từ 20 suốt 24 giờ đâu. À, thì mình phải tiếp nạp lại một cái năng lượng mới. Đó chính là ví dụ như mình có một cái gọi là cái năng lượng mình chưa đỉnh cao, hoặc là mình chưa được tươi vui. Thật sự là cũng có những cái nhiều lúc đó các anh chị. Mình đang diễn ra bình thường như thế này, nhưng mà tự nhiên có một cái tình huống hay là một cái sự việc gì nó đến đó, hoặc là có những cái gì đó nó làm cho mình chưa được tích cực đó, thì nó đâu đó nó lại làm cho cái não bộ của mình nó bắt đầu cái năng lượng của mình đi đi xuống các anh chị. Cái suy nghĩ của mình nó bắt đầu lo lắng, rồi ý thức bắt đầu làm việc và phân tích đủ thứ hết, thì lúc đó các anh chị sẽ tiếp tục đặt cái câu hỏi để tạo cho mình một cái niềm vui, đặt ra cái câu hỏi để tạo cho mình một cái niềm vui. Đó là ý cuối cùng. À, mình sẽ đặt cái câu hỏi gì là nếu như mình vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ này, vậy thì cái kết quả mình sẽ nhận là gì? Đó, nếu như mình vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ này, mình vẫn nguyên giữ nguyên cái trường năng lượng này, thì kết quả mình sẽ nhận là gì? Thì khi mà các anh chị biết rằng là nếu như tôi không muốn nhận cái kết quả, các anh chị cũng đã học học về luật hấp dẫn, chúng ta cũng học về các quy luật vận hành của vũ trụ, chúng ta cũng đã biết cách giao tiếp với tiềm thức, thì chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ biết được câu trả lời luôn rồi đúng không ạ? Nếu như mình vẫn cứ duy trì cái trạng thái năng lượng chưa được tích cực, mình cứ buồn chán, mình cứ chìm đắm mãi trong cái suy nghĩ chưa được tích cực đó hoặc cái tình huống đó, thì mình biết kết quả là mình là cái gì luôn rồi đó đúng không ạ? Mình biết kết quả mình nhận lại là gì luôn rồi đó. Vậy thì nếu như mình không muốn nhận cái kết quả đó, thì mình hãy đặt ngay cái câu hỏi để tìm một cái câu trả lời mới các anh chị ha. Các anh chị đồng ý không ạ? Đó là những cái bí kíp ha mà Diễm chia sẻ cho chúng ta trong cái buổi sáng nhiệm màu. Khi mà chúng ta để tạo ra được một cái buổi sáng nhiệm màu thì chúng ta cần thực hiện những cái bước này. Và đương nhiên rồi, khi chúng ta được đồng hành cùng với môi trường nhà mình thì chúng ta đã cùng thực hiện tất cả những cái bước này rồi. Và chẳng qua là Diễm đúc kết lại rồi Diễm chia sẻ để các anh chị có thể là nắm rõ từng bước một để các anh chị thực hành. À, và duy trì cái thói quen này trong thời gian dài hạn. À, được chưa? À, và biến quan trọng hơn nữa đó chính là lòng biết ơn đó các anh chị. À, quan trọng là lòng biết ơn với tất cả những cái gì khi mà mình mở mắt ra, mình nhìn thấy được mình đã may mắn có được thêm được một ngày mới để yêu thương, là vô cùng là biết ơn rồi các anh chị, vô cùng là biết ơn. À, đó là một cái đấng sáng tạo đã cho mình một cái gì đã đấng sáng tạo đã cho mình một cái đặc ân vô cùng to lớn rồi các anh chị. Các anh chị cứ nghĩ đi, nếu như là mình may mắn mình thức dậy đúng không, mình còn học tập, mình còn phát triển, mình vào Zoom, mình làm tất cả những cái việc mà mình cần làm, cũng có những người họ chưa may mắn không đúng không ạ? Đó, thì những cái điều đó thì Diễm sẽ không có nói đến nha. Rồi, và đó là những bí kíp mà Diễm chia sẻ. Thì ngày hôm nay trước khi mỗi buổi sáng thức dậy, thì sau khi chúng ta kết thúc cùng Dung thì chúng ta lại viết ra 10 điều biết ơn và với tất cả những cái gì mà mình đang có. Rồi sau đó là mình sẽ ở đây tác giả cũng chia sẻ là khi mà cái khoảnh khắc mà mở mắt ra
cho đến khi bạn làm xong việc tất cả mọi thứ cho ngày mới thì hãy nói từ nhiệm màu là cảm ơn trong tâm trí của bạn. Và khi bạn chạm vào bất cứ một cái điều cái gì trong cái khi bạn chạm vào bất cứ cái điều gì thì bạn cũng hãy nói lời cảm ơn đó, và hãy viết ra là gì, hãy cảm thấy mình hạnh phúc 10 cái danh sách mà buổi sáng mình cũng đã làm rồi nha các anh chị ha. Rồi, đó là cái nội dung và phương pháp thực hành ngày hôm nay mà Diễm chia sẻ cho chúng ta để chúng ta có được một cái ngày mới nhiệm màu, khởi động một cái trường năng lượng để thành công đỉnh cao. Năng lượng đỉnh cao thì thành công đỉnh cao các anh chị ha. Rồi, vô cùng là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với cái chương trình phần 2 trong nội dung ngày hôm nay được chia sẻ cùng với đồng chủ tịch của chúng ta là Miss Mẹ Giàu Huyền Phương. Sẽ đồng hành cùng với tất cả các anh chị em trong chương trình phần 2 buổi tối ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta bắt đầu chương trình thì Diễm mong tất cả những anh chị em khi mà chúng ta vào phòng Zoom mình chưa có đổi tên của mình theo đúng cú pháp này, có nhiều anh chị em mình chưa đổi tên ha. Mình hãy đổi tên của mình theo đúng cú pháp giúp Diễm nè, và cũng như là mình bật camera lên nào các anh chị. Có rất nhiều anh chị em mình vẫn chưa bật camera ha. Mình bật camera và mình đổi cái tên của mình để làm gì ạ? Để các anh chị em, những người bạn của mình á, biết mình là bạn của ai để kịp thời hỗ trợ, cũng như là cùng nhau giúp cho tất cả các anh chị có thể là hiểu được cái kiến thức sâu hơn và các bước ứng dụng như thế nào các anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị ha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đặt tay lên ngực trái và tuyên bố cài đặt 17 tư duy triệu phú trước khi chúng ta bắt đầu chương trình phần 2 buổi tối ngày hôm nay nhé. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân tôi trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi có đủ thu nhập thụ động chi trả cách sống mà tôi mong muốn. Tôi tự do về mặt tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả công việc tôi làm, công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi, tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của chính tôi tạo ra số lượng chính xác các thành công về mặt tài chính của chính tôi. Tôi tin tiền là tự do, tiền là sức mạnh, tiền là hạnh phúc, tiền giúp cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng, mục đích là tạo ra sự dư dả và giàu có. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi giàu có vì tôi làm những việc tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và người đón nhận vừa khôi. Tôi thật sự trân trọng và biết ơn với tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài đều đang đến với tôi. Khả năng kiếm giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là triệu phú đô la. Tôi có gia đình hạnh phúc trọn vẹn viên mãn hoàn mỹ hoàn hảo. Tôi là doanh nhân vĩ đại trường tồn. Rồi chúng ta tiếp tục tuyên bố những niềm tin của người thành công ha. Tôi lựa chọn những niềm tin hỗ trợ cho sự thành công và thịnh vượng của tôi trở nên thành công qua việc mang lại những kết quả đáp ứng mong muốn của mọi người. Tôi giúp thỏa mãn nhu cầu của mọi người bằng tri thức, kiến thức, kỹ năng và sự tận tâm của bản thân. Tôi có khả năng trình bày một cách rõ ràng chiến lược thành công cho mọi người. Tôi tạo ra nhiều hoạt động kinh doanh, vô vàn sản phẩm hay dịch vụ mang tính sáng tạo khác biệt hoàn toàn so với thị trường. Tôi xây dựng hệ thống kinh doanh tự động hóa mang lại kết quả và đáp ứng nhu cầu cho mọi người. Tôi nhân rộng hệ thống quy mô của mình liên tục và liên tục. Tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi để thành công và mang lại hạnh phúc cho gia đình mình. Tôi kiếm thật nhiều tiền và giúp thật là nhiều người. Tôi là thương nhân kinh tế lỗi lạc của mọi người. Tôi là doanh nhân vĩ đại trường tồn. Rồi các anh chị ha. Cái mạng nó bị đau quá các anh chị. Rồi, đó là những cái bước mà chúng ta sẽ thực hành. Và bây giờ thì tiếp tục đến các bước của các anh chị cùng nhau thực hành đi ạ. Chúng ta sẽ comment và chia sẻ những cái thành công mà ngày hôm nay chúng ta đã đạt được để chúng ta cùng nhau đổ trường năng lượng, cảm thấy là biết ơn và ghi nhận những cái thành công mà mình đã có được trong buổi sáng, trong nguyên một ngày tuyệt vời ngày hôm nay mà chúng ta đã được các anh chị ha, đã được vũ trụ ban phát cho chúng ta các anh chị. Comment những cái thành công của mình nhanh nào các anh chị ha, để Diễm có thể là cùng nhau chúc mừng. Cũng như là đọc những cái thành công của tất cả các anh chị em nhé. Rồi, đầu tiên thì Diễm muốn chia sẻ cái thành công của mình ha, trong lúc chờ đợi tất cả các anh chị em ha. Các anh chị em cũng nhanh chóng chia sẻ đi nào các anh chị.
và thành công đầu tiên mà Diễm muốn chia sẻ, cũng như là cùng chúng ta cùng nhau hưởng trường năng lượng và chúc mừng cái sự thành công của Diễm các anh chị nha. Thì thành công ngày hôm nay đầu tiên đó chính là mình thực hiện đầy đủ tất cả các bước trong ngày, cũng như là bảo vệ tự do tài chính và thực hành về lòng biết ơn, rồi đặt hàng của vũ trụ ha. Và cũng như là thứ hai đó chính là mình tham gia đầy đủ tất cả các buổi Zoom của Liên minh gia tộc cũng như là câu lạc bộ nhà mình. Thứ ba là mình gieo thật là nhiều nhân tốt cho rất là nhiều người bạn cùng biết đến môi trường, và đã có hai người bạn mới vô cùng là tuyệt vời đã tham gia vào cùng Zoom đó. Và thành công tiếp theo nữa đó chính là cha mẹ và con trai thiên tài cũng như là tất cả những người bạn bè thân yêu xung quanh của Diễm luôn bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh, sung túc và giàu có, thịnh vượng. Đó là những cái thành công mà Diễm đã đạt được trong buổi trong nguyên ngày hôm nay các anh chị. Đương nhiên là có rất là nhiều nữa, như ví dụ như là Diễm cũng đã đọc sách này, kỷ lục đọc một chương sách cho mình các anh chị ha, cũng như là đọc sách cùng với tất cả các anh chị em trong môi trường rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau hướng về trong cái cung chat đi ạ. Chúng ta đã nhìn thấy có rất là nhiều những cái thành công mà ngày hôm nay tất cả các anh chị em đã cùng nhau chia sẻ này các anh chị. Chúng ta cùng nhau hướng về cung chat và cùng nhau chúc mừng thành công ngày hôm nay của tất cả các anh chị em. Chúng ta đã đạt được các anh chị nhé. Và cũng như mình hãy gửi trường năng lượng chúc mừng và ăn mừng các anh chị nha. Được chưa ạ? Các anh chị gửi trường năng lượng chúc mừng các anh chị nhé. Và thành công đầu tiên đến từ Miss Chị Hương. Thành công ngày hôm nay, tiền về trong tài khoản 1.750.000 đồng. Tôi là đang cho Úc tiền hút tài sản. Cảm ơn tiền thích, cảm ơn tiền thích. Vô cùng là tuyệt vời các anh chị ha. Rồi thứ hai đó chính là tham gia hai buổi Zoom. Thứ ba là chip một live stream. Thứ tư là con cái ngoan ngoãn thông minh thiên tài. Vô cùng là tuyệt vời. Và thứ năm là ký một hợp đồng môi giới bán nhà. Vô cùng là tuyệt vời. Xin chúc mừng sự thành công ngày hôm nay đến từ Miss Chị Hương. Rất là thành công, rất là tiền về các anh chị ha, vô cùng là tuyệt vời. Thành công tiếp theo đến từ Miss Hoàng Trang đã chép về buổi điều lòng biết ơn, tham gia đầy đủ tất cả các buổi Zoom, thức dậy vào lúc 4:30 sáng để đọc sách, được ăn uống miễn phí và quay hai live stream đọc sách, và nhận được là 10.000 đồng. Vô cùng là tuyệt vời. Cảm ơn tiền thích, cảm ơn tiền thích. Tiền về, wow, rất là tuyệt vời, nhặt được 10.000 đồng. Vô cùng là tuyệt vời. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn Trời Lê Đức, cảm ơn Mỹ Giàu Hiền Phương, danh nhân Miss Sofa Vương. Cảm ơn tất cả các nhóm trưởng và môi trường ạ. Vô cùng là tuyệt vời. Thành công tiếp theo đến từ Miss Thùy Dung. Mấy tên có trường thành công đâu ạ? Thành công ngày hôm nay xong rồi đã mất tiêu luôn ạ. Rồi, thành công tiếp theo đến từ Miss Thùy Dung là hoàn thành chu kỳ 2. Wow, hoàn thành chu kỳ 2 của livestream Mẹ Giàu Hoàng Vương. Wow, vô cùng là kỷ lục, vô cùng là tuyệt vời. Và đọc một chương sách, tham gia hai Zoom những nhiều giá trị, quay hai video đọc sách. Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn cha giàu Lý Đức, mẹ giàu Hoàng Phương, tên nhân kỳ diễn rất nhiều ạ. Vô cùng là tuyệt vời. Xin chúc mừng sự thành công cũng như là sự kỷ lục của đến từ Miss Thùy Dung. Mặc dù chúng ta có trái múi giờ nhưng mà chúng ta vẫn duy trì được cái sự kỷ lục ha. Thể hiện được cái sự khát khao thay đổi thành công đỉnh cao của mình ha. Và cũng như là chúc tất cả các anh chị em chúng ta sẽ càng ngày càng thành công, giàu có và hạnh phúc hơn nữa các anh chị. Rồi những anh chị em khác thì sao ạ? Chúng ta nhanh chóng chia sẻ comment của mình đi ạ. Rồi thành công tiếp theo đến từ Miss Hồ Hiền, tham gia đầy đủ tất cả các buổi Zoom trong ngày, nhận thật nhiều nhiều kiến thức tuyệt vời, tiền về trong tài khoản 50 triệu đồng. Tôi là đang cho hút tiền, hút tài sản. Cảm ơn tiền thích, cảm ơn tiền thích. Chiếc hai live stream của mẹ giàu Hoàng Phương, ghi chép lòng biết ơn mỗi ngày, bảo vệ tự do tài chính 20.000 đồng, để nhận về trong tài khoản là 20 triệu. Cảm ơn tiền thức, cảm ơn Tài Lộ Đi Đức, mẹ giàu Hoàng Phương, nhóm trưởng chị Trương Phương, cũng như là tất cả các anh chị doanh nhân, vô cùng là tuyệt vời các anh chị ha. Thành công tiếp theo đến từ Miss Kim Nhàn, bảo vệ tự do tài chính 10.000 đồng, để tiền về trong tài khoản là 100 triệu. Học tập, đọc sách, bí mật tư duy triệu phú, học kiến thức mới, quản lý kinh doanh gia đình, ngày mới bình an, viết về lòng biết ơn, gia đình khỏe mạnh hạnh phúc, tham gia hai buổi Zoom. Cảm ơn Sơ Đầu Lê Đức, mẹ Sầu Hoàng Phương, Miss Kiều Diễm và tất cả các anh chị em trong phòng Zoom, vô cùng là tuyệt vời. Xin chúc mừng sự thành công của Miss Kim Nhi, rất là kỷ lục ha. Thành công tiếp theo đến từ Miss Phương Mai, thành công ngày hôm nay đó chính là đi mua sắm miễn phí, vô cùng là tuyệt vời. Đi đường thì đèn xanh thông thoáng,
nghe ba lê à, nghe là chim bảo gửi từ gia tài chính 10.000 đồng để tiền về trong tài khoản là 10 triệu. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn gia đạo rất mẹ sầu hiền phương, vô cùng là tuyệt vời, xin chúc mừng sự thành công của Miss Phương Mai. Thành công tiếp theo đến từ Miss Phạm Minh, viết 10 điều lòng biết ơn, chép livestream, đọc một chuyên sách sức mạnh tiềm thức, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, thông minh thiên tài, bỏ quỹ tự do tài chính 20.000 đồng. Cảm ơn sao đạo đức mẹ sầu hiền phương, cảm ơn Miss Kiều Diễm, cảm ơn tiềm thức, vô cùng là tuyệt vời, xin chúc mừng sự thành công ngày hôm nay đến từ Miss chị Phạm Biên. Thành công tiếp theo thành công tiếp theo đó chính là gửi lời chúc mừng của Mr. Quốc Tuấn đến tất cả các anh chị em trong vòng xuân đã đạt được những cái thành công. Vậy thì thành công của mình đâu Mr. Quốc Tuấn ha. Rồi, vô cùng là tuyệt vời. À, thành công tiếp theo đến từ Miss chị Lê Tâm, bảo vệ tự do tài chính mỗi ngày là 10.000 đồng để tiền về trong tài khoản 20 triệu. Vào xuân đầy đủ tất cả, được nhận được nhiều giá trị, chiếc 5 livestream. Tiền về trong tài khoản 360.000 đồng. Tôi là 500 quốc tiền của tài sản. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Và được tặng quà và được ngồi ăn uống miễn phí. Vô cùng là tuyệt vời. Xong tôi đón nhận. Và nó là của tôi, vô cùng là tuyệt vời ha. Xin chúc mừng sự thành công của Miss chị Lê Tâm. Thành công tiếp theo đến từ doanh nhân Miss Lê Hảo, là tham gia các buổi xuân nhận nhiều giá trị, hoàn thành vé tham dự chuyến du lịch. Yeah, vô cùng là tuyệt vời, xin chúc mừng. Và chiếc một livestream của mẹ sầu hiền phương, vô cùng là tuyệt vời, xin chúc mừng sự thành công của tất cả các anh chị em trong phòng Zoom. Rất là tuyệt vời các anh chị ha. Tuyệt vời quá, xin chúc mừng sự thành công của tất cả các anh chị, chúc chúng ta càng ngày càng thành công đỉnh cao và cũng như là tràn đầy năng lượng. À, chất lượng cuộc sống của chúng ta càng ngày càng đi lên, à, môi trường cũng như là kiến thức của chúng ta càng ngày càng gia tăng. Tôi là người thành công, tất cả các anh chị là người thành công. Ừ. Và chúng ta sẽ có được một cái trường năng lượng đỉnh cao để chúng ta duy trì trong cuộc sống của mình mỗi ngày thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ và tràn đầy lòng biết ơn. Rồi, đó là những thành công của tất cả các anh chị em trong vòng Zoom trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với cái chủ đề phần hai ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ học về quy luật cân bằng. Các anh chị, một trong những cái quy luật rất là quan trọng mà chúng ta để giúp cho chúng ta được gia tăng được tài sản của mình, gia tăng được dòng tài chính của mình các anh chị ha, thì chúng ta cần phải học kỹ, hiểu sâu và ứng dụng để chúng ta đạt được cái mục tiêu tài chính thông qua quy luật cân bằng này. Và chúng ta sẽ cùng nhau chào đón phần chia sẻ trên phòng Zoom của chúng ta trong buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau giơ cánh tay trái, cánh tay phải và chúng ta cùng nhau cho Diễm một tràng pháo tay để cùng nhau chào đón phần chia sẻ đến từ Miss Mẹ giàu Hoàng Phương. Rồi, hello, xin chào cả nhà. Cảm ơn doanh nhân Mick Kiều Diễm. Ô, cả nhà đợi Phương chút nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Lời đầu tiên cho Phương xin được gửi lời chào trân trọng nhất, yêu thương đến với chủ tịch của chúng ta là cha giàu Lê Đức, cũng như là gửi lời chào đến với toàn thể anh chị em mình. À, chúc cho toàn thể anh chị em chúng ta có một buổi tối tràn đầy năng lượng, thành công giàu có, hạnh phúc viên mãn đời đời kiếp kiếp. À, mỗi buổi tối chúng ta đều đón nhận được những ngày trường năng lượng cũng như những cái kết quả cũng như những cái thành công rất là tuyệt vời ha. Anh chị em chúng ta hãy cùng nhau thả một trái tim tràn màn hình để cảm ơn doanh nhân Kiều Diễm đã chia sẻ cho chúng ta nội dung tối ngày hôm nay rất là tuyệt vời, cũng như là cảm ơn tất cả những anh chị nhóm trưởng đã gửi đường link chia sẻ môi trường đến với toàn thể chúng ta trong mỗi ngày mỗi buổi tối ha, đồng hành học tập phát triển bản thân rất là tuyệt vời luôn. Và hôm nay thì Phương cùng với cả nhà mình sẽ đi đến một cái quy luật tiếp theo trong số 6 quy luật bất biến vận hành của vũ trụ, đó chính là quy luật hấp dẫn. Anh chị em mình comment giúp Phương là quy luật hấp dẫn nha. Quy luật hấp dẫn. Hãy subscribe.
Thế anh chị em chúng ta thì quy luật hấp dẫn là như thế nào này? Chúng ta comment giúp Phương được không ạ? Chúng ta comment ha, quy luật hấp dẫn. À sorry cả nhà, chứ hôm nay mình học quy luật cân bằng, quy luật hấp dẫn chứ là mình học rồi. Quy luật cân bằng chứ. Quy luật cân bằng. Quy luật cân bằng. Rồi. Quy luật trong ngoài thì trong thế nào ngoài thế đó, đúng không ạ? Bây giờ quy luật cân bằng là như thế nào này? Hiểu được cái quy luật cân bằng thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ có được những kết quả rất là lớn. Quy luật cân bằng được định nghĩa như sau. Quy luật cân bằng thì bằng giá trị nội tại, giá trị nội tại ạ, mà giá trị nội tại thì bằng, giá trị nội tại thì bằng tư duy gốc rễ. Còn với giá trị mình trao cho cộng đồng, trao cộng đồng ạ. Đó. Người ta thấy định nghĩa dễ hiểu không ạ? Rất là dễ hiểu ha. Cái giá trị nội tại của mình có nghĩa là nó có hai phần. Thứ nhất là cái tư duy gốc rễ. Thứ hai là cái giá trị mình trao được cho cộng đồng. Vậy thư chúng ta hãy suy nghĩ xem thử là có phải là cái thời kỳ đầu khi mà chúng ta mới học xong ấy, chúng ta ra trường thì cái mức lương thu nhập của mình nó thấp hơn mức lương hiện tại, đúng không ạ? Đó, khi mà chúng ta vừa mới ra trường ấy, lý do bởi vì chúng ta chưa có kinh nghiệm, đúng không? Chưa có đủ những cái kỹ năng, chưa có đủ cái thâm niên trong ngành trong nghề của mình, thế nên cái mức lương của chúng ta là mức lương khởi điểm, nó thấp hơn mức lương hiện tại. À, hiện tại nếu như anh chị em chúng ta làm lâu năm hơn thì mức lương chúng ta cao hơn. Ví dụ như trong những cái ngành nghề, ví dụ giáo viên thì được tính thêm cái tiền thâm niên đó, thêm phần trăm của thâm niên. Nên ví dụ như những cái ngành nghề khác chúng ta có thêm những cái kỹ năng, ví dụ như kế toán thì chúng ta có thêm là giỏi thêm tiếng Anh, hoặc là chúng ta có thêm làm thêm những cái kế toán viên, rồi kế toán gì ạ, luật, thêm nhiều cái mảng khác nữa, thì chắc chắn rồi cái thu nhập của chúng ta nó sẽ tăng lên hơn rất là nhiều đó. Cho nên là với cái quy luật cân bằng thì chúng ta biết được là tất cả những cái gì nó nằm ở trong cái giá trị nội tại của mình, những gì mình biết thì nó sẽ đồng nghĩa với cái việc là thị trường sẽ chi trả lại cho mình một cái giá nó ngang bằng với cái gốc rễ của mình. Phương ví dụ như một cái chiếc điện thoại ha, một cái chiếc điện thoại iPhone đi chẳng hạn ha, thì cái giá bán ra ví dụ là 50 triệu. 50 triệu thì cái giá 50 triệu mình chi trả cho cái chiếc điện thoại đó có phải là bao gồm cái giá sản xuất, đúng không ạ? Giá sản xuất cộng với giá chi phí, ví dụ như nguyên vật liệu này, ví dụ như là chăm sóc bảo hành bảo dưỡng bảo trì này, đúng không ạ? Đó thì tất cả những cái giá trị đó nó sẽ
bao gồm thành cái giá mà sản phẩm chiếc điện thoại iPhone đó mình cần phải chi trả, đó là 50 triệu. Không ai bỏ ra 500 triệu để mình mua cái điện thoại iPhone cả, đúng không ạ? Bởi vì cái điện thoại iPhone nó chỉ nằm ở cái mức giá trị là 50 triệu thôi. Thế nên là một cái bài học mà mình rút ra ở trong cái ý đầu tiên, trong những cái ví dụ đầu tiên mà Phương chia sẻ với ta trong cái quy luật cân bằng ấy, thì bạn chỉ xứng đáng với những gì mà bạn nhận được. À, chúng ta có thể ghi cái ý đó ha. Bạn chỉ xứng đáng với những gì bạn nhận được. Bên trong của chúng ta có nhiều kiến thức, có nhiều sự hiểu biết, có nhiều tư duy, có nhiều kỹ năng, thì chắc chắn rồi chúng ta xứng đáng được thị trường trả cho chúng ta nhiều tiền. Có rất là nhiều người họ một lúc họ kiêm rất là nhiều việc, đúng không ạ? Không thể có những anh chị làm kế toán đấy, làm kế toán văn phòng, kế toán viên, rồi kế toán thuế, rồi làm gì ạ, làm kế toán cho cả cái công ty nữa, làm thêm nhiều ngoài giờ nữa đấy. Thế nên là bởi vì sao ạ? Bởi vì cái giá trị của họ bỏ ra nhiều, cho nên là được chi trả lại nó tương xứng với cái sức lao động họ bỏ ra. Thế nên là bạn chỉ nhận được những cái gì mà bạn xứng đáng, dựa trên những cái kiến thức của bạn có, dựa trên những cái tư duy, những cái trải nghiệm và những cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng. Có phải là ngày hôm nay chúng ta làm tốt thì giúp cho công ty, cho tập đoàn của mình gia tăng được cái doanh thu, đúng không? Gia tăng được cái lợi nhuận, thu hút được khách hàng. Đó là những cái giá trị mà mình trao được cho cộng đồng đấy. Thế nên những cái điều mà làm cho chính bản thân mình hạnh phúc, đó cũng là những cái điều để giúp cho nơi chúng ta đang làm việc, nơi chúng ta đang cống hiến cũng được hạnh phúc giống như mình. Vậy nên với cái quy luật cân bằng, khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta áp dụng cái quy luật cân bằng trong kinh doanh như thế nào đây? Trong công việc, trong kinh doanh của mình, bây giờ chúng ta áp dụng cái quy luật cân bằng như thế nào? Có nghĩa là mình muốn nâng tổng lợi nhuận của mình lên gấp 10 lần, hoặc là nhân quy mô của mình lên gấp 10 lần, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cần phải nhân tư duy của chúng ta gấp 10 lần lên, đúng không ạ? Cái tư duy, cái gốc rễ của mình đấy gấp 10 lần lên, và cái giá trị mình trao cho cộng đồng cũng phải gấp 10 lần lên. Vậy thì khi mà mình biết được là muốn tổng lợi nhuận tăng, tổng tài sản tăng, thì chúng ta phải tăng tư duy của mình, tăng giá trị mình trao cho cộng đồng. Vậy thì tăng tư duy nào đây? Tăng tư duy nào ạ? Thế anh chị em chúng ta mình sẽ tăng tư duy nào này? Chúng ta comment giúp Phương ha. Tăng cái bộ tư duy gốc rễ của người thành công, đúng không ạ? Đó, ở đây là cái bộ tư duy gốc rễ này này, chúng ta phải tăng lên. Tư duy của người thành công, tư duy của người thành công, bởi vì chỉ có tư duy của người thành công thì mới tạo ra kết quả thành công được thôi, đúng không ạ? Thế nếu bây giờ mà mình mang tư duy gốc rễ cũ, gốc rễ chưa thành công, thì chắc chắn rồi, kết quả của chúng ta tạo ra là kết quả cũ thôi. Đúng hay là rất đúng cả nhà mình ha? Đúng hay rất đúng ạ?
Rất là đúng rồi, đúng không ạ? Đó, nên là hai việc để giúp cho chúng ta nâng tổng tài sản, nâng số tiền, nâng số lợi nhuận của chúng ta lên, thu nhập chúng ta lên, thì chúng ta cần phải tăng cái tư duy gốc rễ của chúng ta lên. Và cái tư duy gốc rễ của mình phải là tư duy gốc rễ của người thành công, suy nghĩ của người thành công, niềm tin của người thành công. Thế nên là anh chị em chúng ta tiếp tục ghi ha, tư duy của người thành công, rồi gì ạ, suy nghĩ của người thành công đó, rồi gì là niềm tin của người thành công, rồi cái tư duy suy nghĩ của người thành công thường họ quản lý tiền rất là tốt, tăng khả năng quản lý tiền lên. Đúng không ạ? Chúng ta tăng khả năng quản lý tiền, làm được 1 đồng thì phải quản được 1 đồng, còn bây giờ chúng ta làm ra 10 đồng mà chúng ta quản được 1 đồng thì còn 9 đồng qua túi người khác thì chắc chắn là tư duy nghèo rồi, đúng không ạ? Tư duy người giàu thì họ làm được 1 đồng, họ quản lý được 1 đồng thật là chặt, và họ làm cho cái 1 đồng đó nó gia tăng lên. Thế nên là chúng ta cần phải gì ạ, tăng khả năng kiếm tiền của chúng ta lên, khả năng quản lý tiền, rồi còn khả năng gia tăng dòng tiền, gia tăng dòng tiền. Như lúc sáng chúng ta một bài học mà ông A Khát chia sẻ cho mình đấy, ở trong cách chữa trị thứ bảy để chữa trị một túi tiền xẹp lẹp trở nên căng phòng, là bạn phải gia tăng khả năng kiếm tiền lên, đúng không ạ, để bạn có được một cái dòng thu nhập lâu dài, khi về già không làm nữa vẫn có tiền đó. Thu nhập lâu dài có nghĩa là thu nhập thụ động đấy, nên chúng ta cần phải gia tăng cái khả năng kiếm tiền của chúng ta lên đó, khả năng quản lý tiền, được không ạ? Đó, thì tất cả những cái khả năng kỹ năng này thì chúng ta sẽ học để giúp cho cái bộ tư duy gốc rễ của mình theo đúng chuẩn cái bộ tư duy gốc rễ của người thành công. Và thứ hai là cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng là như thế nào, giá trị mình trao cho cộng đồng cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng có nghĩa là gì ạ? Một cái sản phẩm hay là cái dịch vụ ấy của mình đang làm, đang kinh doanh, mình đưa ra thị trường được thị trường đón nhận như thế nào. Thông qua cái giá trị sản phẩm của mình ấy, mình trao cho cộng đồng được thị trường đón nhận ra làm sao, có yêu thích không, có yêu quý hay không, có sử dụng không, không có đáp ứng đủ những cái nhu cầu của khách hàng hay không, đúng không ạ? Thế thì để mà biết được cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng thì chúng ta dựa vào cái quy mô khách hàng. Ở đây Phương chia ra ở bên này ha, cái giá trị mình trao cho cộng đồng này là chúng ta dựa vào cái quy mô khách hàng sử dụng sản phẩm hay là dịch vụ. Đó, quy mô càng lớn thì chúng ta biết được là cái khả năng chúng ta trao giá trị cho cộng đồng càng lớn, đúng không ạ? Đó, hoặc là cái số lượng khách hàng mà chúng ta phục vụ là bao nhiêu. Đó, số lượng khách hàng mình phục vụ là bao nhiêu. À, quy mô ở thôn, xóm, xã, phường hay là quy mô ở toàn cầu. Quy mô thôn, xóm, phường, xã hay là quy mô ở toàn cầu. Đó, đây là câu hỏi của mình.
Mình muốn trao giá trị lớn cho cộng đồng thì chắc chắn về toàn cầu rồi, đúng không ạ? Bởi vì tỷ phú Jack Ma có một câu nói là gì ạ? Tư duy của bạn ở một tỉnh thì công việc kinh doanh và kết quả của bạn cũng ở một tỉnh. Và tư duy kinh doanh của bạn ở một quốc gia thì công việc kinh doanh của bạn và kết quả trong công việc kinh doanh cũng ở một quốc gia. Và nếu tư duy kinh doanh của bạn ở toàn cầu thì công việc kinh doanh và kết quả của bạn ở toàn cầu. Thế nên là người giàu và người chưa giàu thì khác nhau ở từ quy mô. Người giàu và người chưa giàu thì khác nhau ở quy mô ha. Ví dụ như Apple, một cái tập đoàn rất là lớn, họ tạo ra không những một cái dòng điện thoại iPhone để bán cho con người dùng, mà họ họ tạo ra hàng tỷ sản phẩm và quy mô của họ thì khắp toàn cầu, đúng không ạ? Hàng tỷ thiết bị, đó là cái quy mô đấy. Đó, họ trao được giá trị cho cộng đồng rất là lớn, và để làm được cái điều đó thì chắc chắn là cái trí tuệ, cái sự sáng tạo, cái trí tưởng tượng của cái người sáng lập ra cái tập đoàn tập đoàn Apple đó rất là vĩ đại, đúng không? Một cái tầm nhìn rất là xa. Thế nên là ví dụ như bác Bill Gates đấy, năm 1976 thì bác Bill Gates thấy được là cái xu hướng phát triển của máy tính. Thì bác đã đi một cái chiến lược rất là tuyệt vời, cộng với cái mối quan hệ từ nhà ngoài của bác ấy, mối quan hệ siêu chất lượng. Đó là bên nhà ngoài của bác Bill Gates thì có cái mối quan hệ với ban lãnh đạo của cái tập đoàn lớn là tập đoàn IBM đấy, tập đoàn rất là lớn về sản xuất máy tính, thì có mối quan hệ chất lượng như thế, cho nên là từ đó bác đã đưa cái phần mềm Microsoft vào đó, vào cái hệ thống máy tính trên toàn thế giới, toàn cầu luôn đó, đúng không ạ? Và cái công ty mà IBM đó thì là một cái công ty thương hiệu sản xuất máy tính lớn hàng đầu trên thế giới, trên toàn cầu ấy. Thế nên bác đã sử dụng cái mối quan hệ đó và đưa cái phần mềm của Microsoft vào vào cái hệ thống máy tính. Thế cho nên là trong cuộc sống ấy thì chúng ta cũng biết được rằng là cái mối quan hệ chất lượng nó vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Đó, qua mấy ngày hôm nay Phương được học trong cái chương trình Doanh nhân vĩ đại trường tôn ấy, thì Phương biết được là cái mối quan hệ chất lượng càng ngày càng giúp cho mình có được những cái điều tuyệt vời hơn. Đó, mình nghe được những cái thông tin chất lượng. Thông tin chất lượng thì chỉ có là chuẩn trở lên thôi, mà ở ngoài không có để mình nghe được. Đó, và mình nghe được như thế thì gì ạ? Con người bên trong của mình ấy, nó sẽ vùng dậy, nó sẽ giúp cho mình có được những cảm xúc, những cái cảm nhận đó, có được cái sự chuẩn bị nghiêm túc hơn, kỹ lưỡng hơn, cẩn thận hơn, kỷ luật hơn với cái tương lai của mình, tương lai của gia đình mình. Thế nên là với những cái mối quan hệ chất lượng thì giúp cho chúng ta bứt phá để tạo nên kết quả rất là nhanh đó. Cho nên đó là một trong ba cái loại tài sản mà chúng ta cần đầu tư, đúng không ạ? Cho nên chính như cái mối quan hệ chất lượng đó mà từ đó Microsoft đã chiếm lĩnh thị trường là hơn 95% cái hệ điều hành toàn thế giới luôn. Đó, chúng ta thấy kết quả tuyệt vời không ạ? Đó, rất là tuyệt vời ha. Thế nên là với cái quy luật cân bằng thì mình muốn thành công lớn thì mình cần phải gì ạ? Làm tốt hai việc. Thứ nhất là phải cái bộ tư duy gốc rễ của mình. Mình phải thay đổi hoàn toàn cái bộ tư duy của mình phải thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của mình. Không thể nào mà kinh doanh ở thôn xóm xã phường được, đúng không ạ? Thay vì mình có cái suy nghĩ là kinh doanh ở phường ở xóm cũng được, thì bây giờ mình phải nghĩ lớn lên. Kinh doanh là phải kinh doanh khắp toàn cầu, toàn thế giới. Bởi vì nếu như mà mình ở Việt Nam mình ngủ ấy, thì tất cả những cái đất nước châu Âu, những cái đất nước phát triển lớn họ chưa ngủ. Lệch múi giờ mà. Cho nên mình ngủ thì dòng tiền của mình vẫn về. Mà khi
những cái đất nước mình có những cái đối tác, những cái mối quan hệ ở đó họ ngủ thì Việt Nam mình vẫn thức, thì tiền vẫn kia à, vẫn chạy về túi của mình. Thế nên đó là quy mô, đó là cái tư duy, là cái tầm nhìn, mình phải có suy nghĩ lớn. Chúng ta đã đọc sách Bí Mật Tư Duy Triệu Phú chúng ta biết rồi đúng không ạ, người giàu thì nghĩ lớn mà người chưa giàu thì nghĩ nhỏ đó. Đấy, ngày hôm nay chúng ta liên tục được update cái chỉ số IQ về tài chính của chúng ta lên thông qua quyển sách Bí Mật Tư Duy Triệu Phú, thông qua quyển sách Người Giàu Nhất Thành Babylon vào buổi sáng đúng không ạ, rất là tuyệt vời luôn. Sáng hôm nay chúng ta đã đi xong cái năm quy luật của vàng đó, năm quy luật của à chưa chứ à bảy phương cách chữa trị một túi tiền xẹp lẹp trở nên căng phòng. Phương rất là tâm đắc với cái năm quy luật của vàng, với là bảy phương cách chữa trị một túi tiền xẹp lẹp trở nên căng phòng trong quyển sách Người Giàu Nhất Thành Babylon đấy. Là người giàu có nhất thành Babylon, thành cổ, cách đây cả 8.000 năm rồi, chia sẻ cho mình công thức rất là vĩ đại. Thế nên là chúng ta hãy lấy cái tư duy của người giàu để lập trình vào cái tư duy của chính bản thân của mình đó, để cho mình thay đổi đúng không ạ. Chúng ta không thể nào mà mang một cái tư duy nhỏ, mang cái tư duy ngắn hạn để đi kinh doanh, để mở rộng quy mô, để mở rộng lợi nhuận, để mở rộng gì ạ, mở rộng doanh số đó, để hoạt động kinh doanh chúng ta ra toàn cầu được. Thế nên là cần phải thay đổi cái suy nghĩ của mình, cần phải thay đổi cái suy nghĩ của mình ha. Mà theo anh chị em chúng ta, khi mà mình thay đổi suy nghĩ, mình kinh doanh toàn cầu ấy, mình ra thế giới thì chúng ta có cần phải chuẩn bị về vốn không? Chúng ta comment cho Phương ha. Chúng ta có cần phải chuẩn bị vốn không? Có, đúng rồi, rất là tuyệt vời ha. Phải có chứ, phải có vốn chứ. Ví dụ giống như người thầy vĩ đại chúng ta đấy, đi ra tất cả những đất nước phát triển châu Âu để mà gì ạ, xây dựng những cái mối quan hệ và để gì ạ, để trải nghiệm, để tìm hiểu cả cái thương nhân kinh tế thế giới họ kinh doanh như thế nào đó, họ có được cái gì ạ, những cái ngành nghề gì, những cái sản phẩm dịch vụ trong ngành nghề đó chứa hàm lượng cái chất xám nó làm sao đó, nền kinh tế thay đổi như thế nào, phải chi tiền ra để qua những cái đất nước đó để gì ạ, để tìm hiểu, để đúc rút kinh nghiệm, đúc rút bài học để đưa về chia sẻ cho mình. Thế nên đợt vừa rồi thầy gọi đi châu Âu đấy, vừa Euro mà vừa gì ạ, vừa cũng là công việc kinh doanh, thì phải chi ra tiền tỷ để mà có được những kiến thức thông tin về chia sẻ lại cho anh chị em ha. Đó, thì nên anh chị em chúng ta thấy không ạ, để chúng ta ra được thế giới, để chúng ta có được những cái công việc hoạt động kinh doanh tầm cỡ quy mô thế giới thì chúng ta cần phải có vốn. Vốn đầu tiên là tiền, là chi phí đúng không ạ, cái vốn thứ hai là cái mối quan hệ. Đó, chúng ta cần phải có cái mối quan hệ, và cái mối quan hệ của mình đặc biệt ấy là cái mối quan hệ với người có quyền quyết định cuối cùng. Đó là cái triết lý trong kinh doanh, trong tất cả mọi cái kết quả của mình đó. Mối quan hệ với người có quyền quyết định cuối cùng ở từng quốc gia mà mình kinh doanh, đúng không ạ? Đương nhiên rồi. Cái người có quyền quyết định cuối cùng là cái người mà giải quyết được cái vấn đề, cái nhu cầu của mình thôi chứ, đúng không ạ? Đó, và thường thì mình gì ạ, mình hay có cái thói quen là cứ tập trung vào cái giải pháp vấn đề đấy, cho nên cứ đi vòng vo thôi đó. Phải có tư duy lớn, phải có tầm nhìn lớn thì mình mới có được cái khả năng, cái năng lực, cái nội lực của mình mới làm việc với người có quyền quyết định cuối cùng được, đúng không ạ? Giống như trong liên minh cả câu lạc bộ của chúng ta đấy, mỗi năm mà đi du lịch, đi ra thế giới đấy, thường là sao ạ, đi tất cả những cái đất nước phát triển. Ví dụ như đợt mà đi qua Dubai đấy, đó, cái tòa nhà Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất đấy của thế giới, thì ăn ở tầng 122. Đó, cái tầng đó dành cho những cái tổng thống, những cái gì ạ, những cái vị vua của các vương quốc đến để họp bàn thôi. Nhưng mà tại sao mình vào được? Không phải có tiền mà vào được, mà phải có mối quan hệ chất lượng mình vào được, đúng không? Bởi vì phòng đó là phòng họp tổng thống mà, phòng họp của các vị vua của đất nước Dubai tiếp khách này. Thế nên là có mối quan hệ chất lượng sẽ giúp cho chúng ta có được những cái điều tuyệt vời nhất. Thế thì anh chị em chúng ta thấy trong môi trường của mình đã có cái mối quan hệ chất lượng đấy, với chủ tịch của mình này đúng không ạ, với người thầy vĩ đại của mình này, đa triệu phú đô la đấy. Một người
Thành công khi tuổi đời còn rất là trẻ, với kinh nghiệm trải nghiệm thương trường chiến trường, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thế nên chúng ta có cái bức tường quá là vững chắc vững bền rồi, đúng không ạ? Thế nên là gì ạ, làm kinh doanh thì chúng ta cần phải hiểu luật đó, luật cân bằng này chúng ta hiểu này, đúng không ạ? Đó luật kinh doanh này đó. Muốn kiếm được tiền thì chúng ta cần phải am hiểu về những kiến thức về kinh tế. Thế nên là chương trình nhóm rèn luyện phát triển doanh nhân vĩ đại trường tồn đó, hai chương trình thì chúng ta sẽ được đào tạo, sẽ được huấn luyện, sẽ được người thành công cầm tay chỉ việc cho mình, để mình am hiểu về kinh tế, để mình hiểu luật đó. Muốn giữ được tiền thì mình cần phải am hiểu về về chính trị, đúng không? Về sách lược, về chiến lược. Và muốn thành công lớn trong kinh doanh và đầu tư thì mình cần phải hiểu về tâm lý và hành vi của con người nữa, chứ không phải mình hiểu về kiến thức về luật không đâu, mà mình cần phải hiểu về hành vi, về con người, về tâm lý của con người nữa, thì như vậy mới trăm trận trăm thắng được chứ, đúng không ạ? Đó, vậy thì đó chính là cái quy luật cân bằng. Mình muốn bên ngoài mình có được cái kết quả như thế nào thì chắc chắn bên trong của mình phải có những cái thứ đó. Bên trong của mình phải có, bắt buộc phải có những cái thứ đó. Giống như chúng ta hay ví dụ với nhau về cái câu chuyện một một cái cây đấy, đúng không ạ? Cái gốc rễ của cái cây là gốc rễ của người có tư duy là 23 tỷ, thì chắc chắn kết quả của cái cây đó, cái kết quả mình nhận được ở bên ngoài, tổng tài sản chúng ta là 23 tỷ, nó không chạy đi đâu, đúng không ạ? Bây giờ mình muốn tổng tài sản của mình bên ngoài 23 tỷ, nhưng mà cái tư duy của mình mới chỉ có sở hữu 1 tỷ, 2 tỷ thôi, thì chắc chắn rồi, 23 tỷ đó nó chưa về với mình. Đó. Và buổi chiều đây chúng ta có cái Zoom đọc sách buổi chiều là 17 giờ mỗi ngày. Thì sắp tới chúng ta sẽ đọc cái chương sách là gì ạ? Tiềm thức đồng hành với bạn để đi đến thành công, thì chúng ta biết được là những cái lý do vì sao bạn chưa đạt được những cái kết quả. Nó có những cái lý do rất là lớn và có ba cái lý do rất là đặc biệt trong cái chương đó. Thì hẹn gặp lại chúng ta trong cái chương đó, chúng ta sẽ phân tích kỹ. Thứ nhất đấy là do chính bản thân chúng ta chưa đủ năng lực để chúng ta đón nhận cái số tiền mà chúng ta mong muốn về, đúng không ạ? Thứ hai là do gì? Do cái hệ thống niềm tin bên trong của mình được cài đặt sẵn rồi. Cài đặt sẵn là mình gì ạ? Mình chỉ có kiếm được từng đó tiền thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ đến cái mục tiêu lớn, chưa bao giờ nghĩ đến con số lớn. Và thứ ba nữa là chúng ta âm thầm coi rẻ đồng tiền. Đó, bởi vì chúng ta chưa hiểu quy luật của tiền thì chúng ta coi rẻ thôi. Ví dụ như chúng ta mong muốn mình có 1 triệu nhưng mà 1.000 mình xem thường, đúng không ạ? 1.000 nhìn thấy giữa đường mình không nhặt đó, 1.000 mình đi chờ về tiền lẻ về mình vài vò, mình cất trong túi, mình cất trong cục xe, mình để chỗ này, mình để chỗ kia đó. Đó là chúng ta đang âm thầm coi rẻ đồng tiền đấy. Thì đó là mới ba cái lý do cơ bản thôi, và còn rất là nhiều cái lý do khác nữa. Vậy thì muốn mình có được nhiều tiền hơn bên ngoài thì chúng ta cần phải làm đúng quy luật, đặc biệt là cái quy luật cân bằng hôm nay chúng ta học, đúng không ạ? Gốc rễ cộng với giá trị mình trao cho cộng đồng đó. Cho nên là câu chuyện đặt ra là bạn, anh chị em chúng ta ở đây này, chúng ta có cho phép bản thân mình nâng cao cái giá trị nội tại bản thân của mình lên hay không, có không ạ? Chúng ta có cho phép mình không? Nếu như cho phép chúng ta comment cho Phương được biết nha. Đó, chúng ta cho phép bản thân chúng ta nâng cao giá trị mình lên mỗi ngày. Nếu như mình tự mày mò, tự nghiên cứu thì tốn rất là nhiều thời gian, đúng không ạ? Quá nhiều thời gian luôn. Phương ví dụ, ngày hôm nay, những anh chị em trẻ tuổi sinh năm 2000, đó, thì bây giờ chúng ta biết trước được những cái kiến thức này, chúng ta vào môi trường của mình trước, thì chắc chắn rồi những người em mà thì 2000 đó sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, tiết kiệm được 20 năm 30 năm của chủ tịch mình, đúng không? Chủ tịch chúng ta năm nay là thế hệ 7X, thì bây giờ thì 2000 có phải tiết kiệm được 30 năm không ạ? Thời gian 30 năm tạo ra bao nhiêu là của cải vật chất đó, và đi đúng hướng, đúng đường, đúng hướng luôn, khỏi cần phải sửa sai, đúng không ạ? Họ cần phải chi phí về
cơ hội, chi phí về thời gian. Chỉ cần làm đúng cái bước đầu tiên, lựa chọn đúng, sau đó chúng ta cứ thế chúng ta nỗ lực làm theo là ok rồi, đúng không ạ? Thế nên là để mà làm được cái quy luật về cân bằng thì chúng ta phải cho chính bản thân chúng ta khẳng định mình phải học tập phát triển bản thân mỗi ngày, học học nữa và học mãi, đúng không ạ? Đó là cái câu nói mà bác Hồ chúng ta thường nói đấy, học học nữa học mãi. Trồng cây thì 10 năm mà trồng người thì phải 100 năm, đó là tầm nhìn, đúng không ạ? Đó. Và bây giờ chúng ta thấy không, nếu để cho anh chị em chúng ta tự đọc sách là phải đọc 100 quyển sách, sau đó kết hợp với cái thời gian chúng ta ứng dụng liên tục liên tục liên tục nhiều năm thì mới tạo ra được một cái bộ công thức mà hiện tại Phương đang chia sẻ với anh chị em chúng ta mỗi ngày đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái bộ công thức này cũng không phải là Phương sáng tạo ra, mà bộ công thức này được người thầy vĩ đại của mình ứng dụng trải nghiệm, đọc cả hàng trăm hàng ngàn quyển sách để đúc rút ra cho chúng ta bộ công thức. Sau đó Phương là người ứng dụng chiêm nghiệm trải nghiệm 6 năm qua đó, đúc rút thành nó gọn gàng hơn, đúng không, mà nó xúc tích hơn cho phù hợp với chính mỗi anh chị em chúng ta. Hôm nay người mới cũng rất là dễ hiểu, bạn cũ cũng rất là dễ hiểu, lớn tuổi cũng dễ hiểu, ít tuổi cũng dễ hiểu, chỉ có việc sao chép thôi đó. Ngày xưa với một cái bộ công thức chuẩn từ đầu ấy thì chúng ta chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều, tư duy rất là cao, tư duy lớn lắm, tư duy tầm nhìn xa lắm, nếu như nói ra thì chắc anh chị em chúng ta bảo là mơ hồ ảo tưởng liền. Thế nên là gì ạ, trải qua một thời gian quá trình ứng dụng đấy, chúng ta sẽ làm cho nó phù hợp với chính bản thân của mình hơn, dễ hiểu hơn đó, rồi sau đó mình tăng level dần lên, đúng không ạ? Tăng level dần lên thì cấp độ 1 là mình phải cơ bản như đã, nền tảng cơ bản như đã. Thế nên là thay vì lựa chọn đọc 100 quyển sách chiêm nghiệm đúc rút ứng dụng liên tục trong nhiều năm để mình có một bộ công thức, thì bây giờ mình xây dựng cái mối quan hệ với những người bạn của mình chép luôn bộ công thức mà mình đã ghi sẵn ở trên YouTube rồi. Thế thì chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Và giúp cho mình gia tăng được cái giá trị nội tại gốc rễ của mình đúng chuẩn theo gốc rễ của người thành công. Và khi mình đã có được những cái kiến thức nền tảng cơ bản đó rồi, mình ứng dụng tốt rồi thì mình bắt đầu trao giá trị cho cộng đồng. Có hai cách trao, có hai cái nhân để chúng ta trao. Một là mình học chiêm nghiệm ứng dụng, sau đó mình gieo nhân, mình trao giá trị cho cộng đồng. Cách thứ hai là mình vừa học mình vừa gieo luôn. Mình gieo bởi vì sao? Có môi trường rồi, có mảnh đất sẵn rồi, gieo để cho bạn mình tự học tập giống như mình luôn, hai bên cùng với nhau học tập, đôi bạn cùng tiến, thì như thế thì chúng ta đi nhanh hơn, đúng không ạ? Có bạn của mình thì chắc chắn mình phải giỏi hơn bạn rồi, để bạn có hỏi thì mình mới giải quyết được cái nhu cầu cho bạn, cái vấn đề của bạn, đúng không ạ? Doanh nhân là người giải quyết nhu cầu cho người khác đó. Chúng ta muốn trở thành một doanh nhân thì chúng ta phải giải quyết được nhu cầu vấn đề cho người khác. Thế nên là ở bên phải của kim tứ đồ đấy, nhóm C là nhóm chủ doanh nghiệp đấy, họ tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm hàng ngàn người. Thế nên là cái giá trị họ trao cho cộng đồng rất là lớn, thì thị trường trả lại cho cái tổng số tiền, tổng lợi nhuận, tổng tài sản, tất cả mọi thứ là cấp độ cao, đúng không ạ? Đó chính là cái quy luật cân bằng đấy, nó chính xác luôn đó, chính xác tuyệt đối. Thế nên là chúng ta hãy cho phép bản thân của chúng ta ha, học tập phát triển bản thân mỗi ngày để mình tạo ra cho mình một cái bộ công thức mình gì ạ, lan truyền cho nhiều cái thế hệ của mình nữa, bởi vì là kiến thức chưa phải là sức mạnh đâu ạ. Lý do vì sao Phương bảo kiến thức chưa phải là sức mạnh? Bởi vì kiến thức phải được hệ thống hóa thành một bộ công thức áp dụng vào thực tiễn tạo ra kết quả thì mới gọi là sức mạnh, đúng không ạ? Chứ bây giờ kiến thức mà chưa tạo ra kết quả, kiến thức trong sách, kiến thức trong việc liên tục cả quyển sách 20 chương như thế, anh chị em người ta ứng dụng làm sao được? Phương có rất là nhiều người bạn khi vào môi trường Phương nghe chia sẻ đấy, là em có quyển sách này rồi, em mua 5 năm rồi, chỉ mua 5 năm rồi, 3 năm rồi đó, nhưng mà đọc không hiểu gì cả, đọc chưa ứng dụng được thì nên cho rồi, thì nên cất đó bây giờ lấy ra đọc. Đó, rất là nhiều, rất là nhiều luôn.
Cho nên là kiến thức thì chưa phải là sức mạnh. Hay là tinh hoa trí tuệ, người Do Thái có câu nói đấy là gì ạ? Kiến thức mà không tạo ra của cải vật chất là kiến thức chết, hay còn gọi là có lược cổng sách vở. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái hệ thống hóa những cái kiến thức từ những trang sách được chọn lọc, được tuyển chọn thành một cái bộ công thức đưa áp dụng vào thực tiễn. Nhiều 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 hàng ngàn người đã tạo nên kết quả rồi. Thế nên là một cái kiến thức mà ví dụ như một người ứng dụng ấy mà tạo kết quả thì đó có thể là may mắn, đúng không ạ? Nhưng mà một cái kiến thức mà cả hàng ngàn người ứng dụng ai cũng tạo ra kết quả thì đó là không phải là may mắn, mà đó là công thức luôn rồi, đó là sức mạnh luôn rồi, đúng không ạ? Thế nên là hãy cho phép mình vào môi trường để có những người thành công, những doanh nhân, những thương nhân họ đã thành công trong cái lĩnh vực, trong cái điều mà mình mong muốn ấy, cầm tay chỉ việc, chỉ hướng, dẫn dắt đồng hành với mình đó, để giúp cho mình tiết kiệm được nhiều thời gian, nhiều của cải, nhiều tiền bạc hơn, đúng không ạ? Anh chị em mình đồng ý không ạ? Đồng ý comment cho Phương là tôi đồng ý. Tôi đồng ý ạ. Đồng ý cả hai tay hai chân luôn chứ, đúng không? Quan trọng là mình có cho phép, mình có cho phép mình có cái cơ hội được những cái thương nhân, doanh nhân chỉ cho mình hay không. Phương thì Phương cho, Phương đưa cả hai tay luôn, đúng không ạ? Đưa cả gia đình vào luôn, đồng hành hướng dẫn, được hướng dẫn cả đài gia đình luôn. Nó nhanh gọn lẹ, đúng không ạ? Đó, cái cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để mình ứng dụng, dễ dàng nhất để mình ứng dụng cái quy luật cân bằng là ngoài cái việc chúng ta tự học tập, tự nghiên cứu, ngoài việc đó ra ha, là chúng ta làm cho Phương thêm hai việc nữa. Việc thứ hai là tham gia. Đó. Tham gia. Tham gia dụng phun dung luôn. Phun dung sáng trưa, sáng trưa tối đó, khuya nữa, thậm chí còn khuya nữa, để mình đào tạo rèn giũa chính bản thân mình, đừng cho chính cái tâm trí não bộ của mình rảnh một cái phút giây nào ấy. Nếu như mình cho tâm trí não bộ của mình rảnh là ngay lập tức chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, sẽ hình dung tưởng tượng về quá khứ, rồi hình dung tưởng tượng đến những cái điều mà mình chưa đạt được ấy, và bắt đầu cỏ mọc nó lại mọc lên, nó lại uổng phí cái thời gian của mình làm vườn, đúng không ạ? Thay vì thế là đừng có để cái khoảng thời gian trống cho não bộ mình có cơ hội suy nghĩ vô vận, sáng trưa tối phun luôn, bởi vì thời gian hành chính là mình làm việc mất rồi, đúng không? Thời gian ngoài giờ thì mình nuôi dưỡng tâm trí não bộ của mình theo hệ quy chiếu, theo tư duy gốc rễ của người thành công đó. Anh chị em mình làm được không ạ? Làm được thì chúng ta comment cho Phương là tôi làm được, cái gì cũng làm được tất á, đúng không ạ? Làm được, làm được đó. Rồi việc thứ ba là chép live stream. Cái việc này thì là dễ hơn nữa. Chép live stream bao nhiêu chu kỳ anh chị em chúng ta comment cho Phương đi ạ. Từ mình viết ra con số để cho tiềm thức mình nhận lệnh chép bao nhiêu chu kỳ. Hai mươi chu kỳ với bàn kim nhau xuất sắc ha, gấp đôi luôn, nhân cấp số nhân đó là cao đấy, mục tiêu cao ha. Bạn Trương Phương tròn đời xuất sắc. Và bây giờ Phương đưa cho chúng ta con số thấp nhất nha, 10 chu kỳ đó.
cái mốc thấp nhất. Anh chị em làm đúng 10 chu kỳ đấy ạ. Giỏi luôn, nỗ lực luôn. Giống như kiểu cây cổ thụ ở giữa giữa mùa mưa bão vậy đó. Không cần phải chống đỡ, không cần phải gì hết trơn. Gió với bão cứ thế, đập cứ thế, đẩy thôi, không can gì hết, thoải mái. Cho nên chúng ta chép 10 chu kỳ đó, rồi kết hợp với việc chúng ta tham gia phun dung đi, rồi à, thời gian còn lại thì chúng ta nghe sách nói, đọc sách, đọc thêm để giúp cho mình gia tăng và gì ạ, đọc thêm à, thông tin về kinh tế, cập nhật thông tin kinh tế trên trang cà phê app ấy, ở vào cái mục là doanh nghiệp ấy, chúng ta đọc đọc thêm tin tức mỗi ngày, ít nhất là mình phải cập nhật cho mình 5 tin tức mỗi ngày, mình xem thử là hiện tại bây giờ nền kinh tế thế giới đã làm sao, đúng không, và chiến tranh thế giới như thế nào, có ảnh hưởng đến mình hay không đó, mình cập nhật để mình biết, từ mình cập nhật thôi chứ ai cập nhật giúp mình được, đúng không ạ, cũng không ai giàu giúp mình được này, không ai giỏi giúp mình được này, ở từ mình thôi. Thế nên là với cái quy luật cân bằng ngày hôm nay thì anh chị em chúng ta mình đã rõ nhiệm vụ của mình chưa ạ? Muốn bên ngoài có cái gì thì bây giờ đầu tư có cái đó, tập trung đầu tư vào cái đó. Mình hướng dẫn, mình ứng dụng thêm cái quy luật tập trung vào. Tập trung suy nghĩ của người giàu, tập trung tư duy của người thành công, tập trung suy nghĩ, tập trung niềm tin. Đó, tăng tất cả những cái khả năng quản lý tiền, gia tăng dòng tiền, phát triển tiền, tất cả mọi thứ nó liên quan đến cái hệ tư duy của người giàu. Tập trung vào, và khi mình tập trung cái gì thì cái đó mở rộng, đúng không ạ, và công việc kinh doanh của mình, cái giá trị mình trao cho cộng đồng thì chắc chắn rồi, càng lớn thì chúng ta càng có được quyền năng lớn, giống như hiện tại bây giờ Phương hay là chủ tịch của mình hay tất cả những anh chị nhóm trưởng doanh nhân ấy, thì mỗi ngày vừa học tập vừa phát triển bản thân toàn diện, vừa trao giá trị đi cho cộng đồng, thế nên là cái môi trường chúng ta càng ngày càng quy mô lớn hơn đó, như không chia sẻ không gieo hạt làm sao có à, những anh chị ở Mỹ, những anh chị ở Đức, những anh chị ở Úc, những anh chị ở gì ạ, Áo đó, những anh chị ở Hàn Quốc, làm sao mình không gieo, làm sao những cái anh chị ở trại mới dưa như thế, nó biết họ biết đến môi trường của mình, đúng không ạ, thế nên là à, làm đúng quy luật cân bằng thì chúng ta sẽ có được những cái thứ mà chúng ta mong muốn, rồi rất là tuyệt vời. Hôm nay Phương cùng với anh chị em chúng ta mình đi xong cái quy luật cân bằng. Chúng ta còn lại hai cái quy luật nữa. Tối ngày mai chúng ta lại tiếp tục ha. Ngày mai thì chúng ta cùng với Phương mình tiếp tục hai cái quy luật tiếp theo. Đó, hai quy luật là quy luật nhất quán và quy luật trong ngoài. Thế thì hôm nay chúng ta nghe Phương chia sẻ cái quy luật cân bằng thì mình đã biết được là bây giờ mình cần phải làm gì chứ ạ? Kết quả của mình có phụ thuộc vào kinh tế thị trường, có phụ thuộc vào tất cả những cái điều kiện bên ngoài nữa không ạ? Hay là phụ thuộc vào chính mình? Phụ thuộc vào chính mình, đúng không ạ? Mình là người kiến tạo nên cuộc đời của mình. Bạn Hương rất là tuyệt vời ha. Học, học và học. Học, học và học nha. Anh chị em hứa đấy nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Hẹn gặp lại chúng ta trong trình ôn tập à, chúng ta của mình và cùng nhau chia sẻ học tập những kiến thức tối ngày hôm nay và chia sẻ thêm nhiều câu chuyện ứng dụng nữa để chúng ta có thêm bài học, có thêm kinh nghiệm, có thêm niềm tin, và chúng ta nhớ nha tham gia vào phun dung ấy sáng trưa tối và khuya, bởi vì chương trình khuya là chương trình à, được chủ tịch chúng ta cầm tay chỉ việc đó, cầm tay chỉ việc đồng hành hướng dẫn để giúp cho chúng ta bứt phá nhanh hơn. Rồi rất là tuyệt vời, cảm ơn toàn thể anh chị em chúng ta rất là nhiều, bye bye cả nhà. Con xin phép được kết thúc phòng dung nha. Ủa, cái máy này là máy nào ta?